Chào các bác nhá, chào các bác đến với lại kênh Zootomy của shop Tân Ánh nhá, shop Tân Ánh loa và phụ kiện. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với các bác mấy cái mẫu phụ kiện nhá, mấy mẫu phụ kiện nhỏ phục vụ cho cái kênh bơm cao áp các bác nhá. Đây, các mẫu phụ kiện dành cho bơm. Đầu tiên điển hình là cái dây bơm nhá các bác nhá. Trong quá trình sử dụng thì các bác chắc chắn sẽ có bị hư hỏng hay bị nổ cái dây bơm này. Các bác có nhu cầu mua bơm dây bơm nẻ, shop sẽ có nhá. Các bác lưu ý hàng này là hàng loại tốt này, còn hàng màu vàng là không tốt bằng, phải màu tốt nhá. Đấy. Và các bác nhận được cái dây bơm thì đã hoàn chỉnh như này, khúc lọc ẩm đầu cái ở ngoài nhá. Đấy. Các bác đã nhận được cái dây bơm hoàn chỉnh như này nhá, đã lắp đủ hết rồi nhá. Thế còn đây là cái lúc này là lúc mới nhập về nó nẻ này thôi, lọc ẩm này, đầu này, ống nhôm này và dây này, sau này shop sẽ lắp nó lại cho hoàn thiện để gửi cho các bác nhá. Ngoài cái dây bơm ấy thì còn rất nhiều các phụ kiện khác như là đồng hồ đo áp này, 10 mpa, 20 mpa, 30 mpa hoặc 40 mpa, gen 8 hoặc gen 10 nhá, gen 8 hoặc gen 10, mẫu nào cũng có nhá. Đây, đồng hồ xanh đỏ, đồng hồ mặt trắng và các mẫu van nạp một chiều. Van nạp một chiều này các bác này. Đây, van nạp một chiều này để các bác bắn vào cái đầu bơm ấy. Bắn vào đầu bơm để các bác nạp vào trong bình nhá. Đây gọi là van nạp một chiều. Van nạp một chiều thì có gen 8, gen 10, gen 12. Đặc biệt là cái gen 12 này là dành cho các bác mà chơi đồ chế mà mấy cái đồ giấy hơi của xe máy ấy, xe Honda ấy, là đúng cái gen 12 này về. Các bác thay cái gen này vào là vừa luôn nhá. Gen 12. Và đặc biệt hơn nữa là cái ti bơm nhá các bác nhá. Cái ti bơm. Cái này là bộ phận rất là nhỏ nằm ở trong cây bơm áp, nhưng mà nó là một bộ phận rất quan trọng. Không có nó thì không thể hoạt động được. Nhưng mà ngược lại thì nó lại cực kỳ là mong manh, nó dễ gãy, các bác dùng mà không biết nữa là nó dễ gãy lắm. Thế anh em một số người mua bơm là sẽ lấy thêm 1-2 cái ti này để dự phòng. Thế còn các bác nào mà trong quá trình sử dụng bị gãy rồi thì nhanh tay liên hệ với shop nhá. Cái ti bơm này sẽ dùng cho tất cả các mẫu bơm áp, kể cả bơm rong xin luôn các bác nhá, bơm rong xin dùng được luôn, đã có anh em thay được rồi. Đấy, bơm là cái ti bơm này. Thế ngoài những cái phụ kiện và này ra thì các bác có nhu cầu đam mê và phụ kiện PCP nhá, các bác vui lòng liên hệ với lại các số điện thoại của shop đây. Các mẫu phụ kiện PCP có đủ nhá, các mẫu van, các mẫu bình, các bác có mua đồng inbox nhá. Hình thức bán hàng luôn luôn là đảm bảo cho các bác uy tín, là nhận hàng đồng kiểm hàng, có nghĩa là nhận hàng kiểm tra hàng đúng như là các bác đặt thì các bác thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng, không cần phải đặt cọc trước nhá, và gửi COD đi toàn quốc, anh em ở khắp mọi miền đất nước đâu đâu cũng mua được nhá. Shop sẽ gửi qua hai bên vị vận chuyển, đấy là Viettel hoặc là Bưu điện, các bác nhận đơn vị nào cũng được nhá. Ship hàng COD đi toàn quốc, anh em nhận hàng có đồng kiểm hàng, có nghĩa là có kiểm tra, ví dụ như là mua một van nạp và một cái dây bơm thì các bác có quyền bóc hàng ra kiểm tra là đúng số lượng, một van nạp này, một dây bơm này thì các bác thanh toán tiền là ok. Chứ không nhiều khi các bác không được xem, các bác bóc ra trong này này có một thứ chẳng hạn, hoặc là gửi nhầm chẳng hạn, thì nó sẽ rất là anh em nó mất tin tưởng nhau nhá. Cho cái này là các bác xem hàng thoải mái, và shop khuyên các bác là trước khi nhận hàng cần phải kiểm tra kỹ cái mặt hàng mình đặt đã đúng chưa, đã đủ số lượng chưa. Thế có gì mà nó sai sót thì các bác phản hồi lại ngay với shop để cho chỉnh sửa nhá, chứ không thì anh em lại mất lòng nhau. Các bác cứ xem đúng mặt hàng như vậy, đúng số tiền như vậy thì các bác thanh toán tiền. Đây, shop ngoài tất cả các mẫu bơm đều có nhá. Điển hình được cái mẫu bơm này là bơm FB cải tiến này, đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ nhá, đồng hồ to lọc ẩm nhỏ, bầu to. Đây, hôm nay ngay cái hình dáng cho các bác xem thôi, còn mẫu bơm nào cũng có các bác nhá. Tất cả các mẫu bơm, các loại ống ngắm nhá, các bác ống ngắm, rồi phụ kiện ngành PCP cho anh em đam mê, van bình, các mẫu van, các mẫu bình. Đây, các bác cứ vui lòng liên hệ với lại các đầu số của shop. Các bác tìm Zalo, Facebook đều có cả nhá. Các bạn Zalo, Facebook thì các bác sẽ xem được nhiều cái mẫu mã hơn. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác xem video của kênh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh nhá, và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh thì khi đấy là các bác sẽ nhận được những thông báo và những cái video mới nhất mà shop đăng tải giới thiệu sản phẩm mới cho các bác để các bác kịp thời cập nhật nhá. Kịp thời cập nhật nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác sau nhá.